quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn Kinh tế ngày 17 tháng 10. Thưa quý vị, tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn đang diễn ra phức tạp và không có dấu hiệu dừng lại. Nếu cuộc chiến lan rộng và Iran tham chiến, hãng tin Bloomberg Economics cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới có thể thiệt hại khủng lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, hiện nay, triển vọng kinh tế toàn cầu vốn đang gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả cuộc thăm dò của Reuters, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại trong quý 3. Về phía Việt Nam, nhằm giúp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trong tương lai, chính phủ đã đề nghị Ngân hàng Thế giới World Bank hỗ trợ khoản vay đến 7 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào các dự án. Cùng với một số thông tin về chương trình khuyến mãi dịp cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng và bình ổn giá cả thị trường. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay và mở đầu là chuyên mục Chuyển động quốc tế. Thưa quý vị, trước bối cảnh chảo lửa Trung Đông đang sôi sục, hãng tin Bloomberg Economics cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái nếu xung đột lan rộng. Trong kịch bản xấu nhất, thế giới có thể tổn thất khổng lồ lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích của Bloomberg đang xem xét tác động đến tăng trưởng và lạm phát toàn cầu theo ba kịch bản có thể xảy ra. Đầu tiên là xung đột chỉ giới hạn ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Trường hợp tiếp theo là xung đột lan sang Lebanon và Syria. Và cuối cùng là nổ ra cuộc chiến trực tiếp giữa Israel và Iran. Các nhà phân tích cho biết cả ba kịch bản đều có khả năng khiến giá dầu tăng vọt, lạm phát tăng cao hơn nữa và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Nhưng một cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel sẽ gây ra thiệt hại nặng nề nhất. Giới phân tích nêu rõ, xung đột ở Trung Đông có thể gây chấn động khắp thế giới vì khu vực này là nguồn cung cấp năng lượng lớn và cũng là một tuyến đường vận tải quan trọng. Trong trường hợp xấu nhất, giá dầu có thể tăng vọt lên 150 đô la Mỹ một thùng, lạm phát toàn cầu có thể sẽ tăng lên 6,7%, cao hơn nhiều so với mức dự báo hiện tại 5,8% của Quỹ tiền tệ quốc tế trong năm 2024. Tăng trưởng toàn cầu năm tới có thể giảm 1% so với dự báo hiện tại xuống còn 1,7%. Tổng cộng nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, thị trường dầu mỏ sẽ chịu đòn giáng nặng nề nếu Iran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 1/5 nguồn cung dầu hàng ngày của thế giới đi qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng cuộc xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel vẫn ít có khả năng xảy ra. Theo kết quả của cuộc thăm dò của Reuters, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong quý 3 do nhu cầu trong và ngoài nước chững lại. Bắc Kinh đang thực hiện nhiều biện pháp kích thích để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm. Các nhà phân tích của Reuters dự báo GDP của Trung Quốc có thể tăng 4,4% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã chậm lại so với mức tăng trưởng 6,3% của quý trước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt đầu chững lại trong quý 2 năm nay sau một thời gian ngắn phục hồi sau dịch bệnh, nối tiếp bởi cuộc suy thoái của lĩnh vực bất động sản và khoản nợ khổng lồ do chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu ổn định lại sau khi chính phủ ban hành một loạt chính sách điều chỉnh, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng sẽ cần làm nhiều hơn thế để duy trì tốc độ tăng trưởng. Xuất khẩu và nhập khẩu Trung Quốc tiếp tục giảm, dù với tốc độ chậm hơn, trong khi hoạt động cho vay của ngân hàng tăng vọt, cùng với áp lực giảm phát dai dẳng, khiến các nhà hoạch định chính sách phải đau đầu với việc nỗ lực khôi phục sản xuất. Dẫu thế, các nhà phân tích Reuters dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay, phù hợp với kết quả khảo sát hồi tháng 9, nhưng thấp hơn mức dự báo 5,5% trong cuộc thăm dò tháng 7. Tăng trưởng dự báo sẽ chậm lại còn 4,5% vào năm 2024. Nối gót Hàn Quốc và Trung Quốc, Nga thông báo kể từ ngày 16 tháng 10 sẽ đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản sau khi Tokyo quyết định xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm nông nghiệp của Nga, Rosel Khosnazo, cho biết các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi có thể xác nhận độ an toàn của các sản phẩm hải sản đạt tiêu chuẩn của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tháng 8, Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật Bản. Lệnh cấm đã mở rộng hơn so với biện pháp hạn chế trước đây, vốn chỉ cấm cửa hải sản từ 10 tỉnh thành của Nhật Bản. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Nhật Bản tiến hành xả thải nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương.
Một nước châu Á khác, Hàn Quốc, cũng đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản, được ban hành kể từ năm 2013. Về phía Nhật Bản, chính phủ nước này nhiều lần khẳng định kế hoạch xả nước thải hạt nhân là an toàn và đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đồng thuận. Thưa quý vị, bất chấp áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga. Quan chức trên nói với đài RT, lợi ích quốc gia của chúng tôi là đảm bảo việc hợp tác dựa trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau với Nga. Nếu thiếu nguồn cung từ Nga, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Theo Ngoại trưởng Szijjarto, Hungary sẽ tiếp tục mua khí đốt của Nga theo hợp đồng 15 năm với tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom được ký vào năm 2021, cung cấp 4,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm. Một dự án hợp tác khác giữa Nga và Hungary là công trình xây dựng các lò phản ứng mới cho nhà máy điện hạt nhân Paks 2 của Hungary, theo hợp đồng với Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga. Ông Szijjarto thừa nhận rằng dự án đang đối mặt với nhiều áp lực khi ngành công nghiệp hạt nhân của Nga đang rơi vào tầm ngắm cho các biện pháp trừng phạt mới. Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này không đồng tình với bất kỳ gói trừng phạt nào nhằm vào ngành công nghiệp hạt nhân của Nga vì nó đi ngược lại với lợi ích quốc gia. Đồng thời, ông Szijjarto nói với đài RT, kinh tế EU đang gặp khó khăn vì mất đi khả năng cạnh tranh, trong đó các lệnh trừng phạt chống lại Nga chắc chắn đã cản trở khả năng cạnh tranh của khu vực. Vì thế, ông cho rằng thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt, EU nên thúc đẩy các cuộc thảo luận về hòa bình. Tiếp tục với những sự kiện nổi bật trong nước. Thưa quý vị, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa có buổi làm việc với bà Caroline Thuốc, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam, về thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông vận tải đang triển khai và khả năng hợp tác thời gian tới. Trước đó, tại cuộc họp vào ngày 7 tháng 9 năm 2023, giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch World Bank Ajay Banga, Thủ tướng đã đề nghị World Bank trong 3 năm tới cho Việt Nam vay 5-7 tỷ đô la Mỹ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là cho đường sắt, đường cao tốc, đường quốc lộ và hạ tầng giao thông đô thị lớn. World Bank mong muốn Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cụ thể đầu tư cho dự án nào, kế hoạch có thể triển khai ra sao để có thể thực hiện được trong khung thời gian mà Thủ tướng đã nêu. Tại buổi làm việc này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị World Bank nghiên cứu dành vốn vay cho một số dự án quan trọng như dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu dài 140 km, dự án đường cao tốc là tuyến Pleiku - Quy Nhơn và Cam lộ - Lao Bảo. Một thông tin về tình hình giá thuê đất công nghiệp. Thưa quý vị, theo khảo sát của công ty trách nhiệm hữu hạn CBRE Việt Nam cho thấy, nhu cầu khả quan tới từ nhiều nhóm ngành và nhiều quốc tịch thuê giúp thúc đẩy giá thuê tăng trưởng tại nhiều địa phương. Cùng với đó, giá thuê kho xưởng xây sẵn dự báo tăng nhẹ từ 2 đến 4% một năm trong 2 năm tới. Các dự án mới với thông số kỹ thuật tốt và vị trí thuận tiện sẽ có mức giá thuê cao hơn trung bình thị trường. Đánh giá về xu hướng trong tương lai, đại diện CBRE Việt Nam, chi nhánh Hà Nội nhận xét thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến với kỳ vọng tăng trưởng về nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, sự chuyển dịch và đa dạng về ngành nghề của các doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, xu thế sẽ tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghệ cao. Cùng với đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp, khách thuê đưa mục tiêu về phát triển bền vững vào tiêu chí lựa chọn địa điểm phát triển nhà máy, thuê kho xưởng. Đây sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của nguồn cung mới cho các công trình xanh trong tương lai. Mới đây, khi khởi động mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023, thị trường đã ghi nhận cả chục doanh nghiệp xi măng, sắt thép báo lỗ sau thuế. Điều này đã đẩy mức thua lỗ của nhiều đơn vị lên cao. Theo đó, công ty cổ phần Vicem Thạch Cao Xi Măng công bố doanh thu thuần trong quý 3 năm 2023 đạt hơn 27 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ sau thuế 752 triệu đồng. Hay công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 với doanh thu 2.414 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 2 năm 2023. Tuy nhiên, nhiều chi phí gia tăng khiến công ty sắt thép này vẫn báo lỗ trước thuế 57 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của công ty Gang Thép Thái Nguyên. Được biết, tháng 10 này sẽ đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa. Do đó, công ty chứng khoán KIS Việt Nam dự báo tổng doanh số bán hàng sẽ tăng trong quý 4 năm 2023. KIS cũng kỳ vọng sự cải thiện cho ngành thép từ quý 4 năm 2023 với việc cải thiện giá bán và nhu cầu tốt hơn từ quý 1 năm 2024.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm 2023, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 30,6 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, lần đầu tiên trong tháng, tỉnh Bắc Ninh vượt Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với 31,1 tỷ đô la Mỹ. Bắc Ninh xếp vị trí thứ hai với 28,6 tỷ đô la Mỹ. Được biết, trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò là địa phương đi đầu cả nước về xuất nhập khẩu. Theo báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu 10 tỉnh thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước với 47,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, giống như nhiều địa phương khác, xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn và bị suy giảm. Kim ngạch xuất khẩu giảm đều ở hầu hết ngành nghề từ dệt may, nông lâm thủy sản cho tới chế biến gỗ. Kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hơn 15% sau 8 tháng năm 2023. Thưa quý vị, hiện nay đã bước vào tháng đầu tiên của quý 4 năm 2023, cũng là thời gian được đánh giá là giai đoạn mua sắm thấp điểm trong năm. Do đó, mới đây, nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ tung ra những giải pháp kích cầu tiêu dùng nhằm tăng sức mua trên thị trường. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục bình ổn giá thị trường cho dịp lễ Tết sắp tới. Được biết, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là bước vào cao điểm hàng hóa cuối năm, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá từ nay cho đến cuối năm và đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nhằm kích cầu tiêu dùng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op vừa tung ra chương trình khuyến mãi cùng nàng tỏa sắc với hàng loạt ưu đãi đậm dành cho phái nữ. Chương trình này áp dụng cho hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, thời trang với mức giảm giá từ 20 tới 46%. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết, do khó khăn của thị trường tiêu dùng nên các nhà bán lẻ cũng có sự dè chừng theo sát nhau về giá bán để tăng tính cạnh tranh. Chính vì vậy mà việc điều chỉnh giá bán cũng được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khi đó, các địa phương trên cả nước cũng đã sẵn sàng kế hoạch tổ chức khuyến mãi cuối năm. Điểm chung là chương trình năm nay sẽ kéo dài hơn, ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam. Bà Trần Thị Lan Phương, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, chương trình khuyến mãi năm nay kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hàng hóa theo chủ đề từng tháng. Sắp tới, tháng 11, sự kiện tháng khuyến mãi sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thủ đô với đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Cũng trong tháng 11, sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ Hà Nội Midnight Sale 2023 diễn ra vào dịp Black Friday, thu hút nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia. Trước những áp lực ngày càng lớn đối với việc giữ ổn định giá hàng hóa thiết yếu trong những tháng cuối năm và mùa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, ngành công thương thành phố đang tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, giữ ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu, kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, ngành công thương thành phố cũng sẽ tận dụng ở mức cao nhất các cơ hội gia tăng sức mua như Black Friday, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, phát động chương trình khuyến mãi công bố sớm và đầy đủ chi tiết thông tin để doanh nghiệp chủ động tham gia. Cùng với đó, dự kiến cuối tháng 12 năm 2023, Sở Công Thương sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố năm 2023 nhằm kết nối các đơn vị sản xuất cung ứng, tìm nguồn cung hàng hóa an toàn, giá hợp lý và có chất lượng tốt để cung cấp cho người dân thành phố. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Góc nhìn Kinh tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.